Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phu âm theo thánh Luca. Lời Chúa vinh nhân Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng không có cây nào tốt mà sinh trái xấu và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy cứ xem trái thì biết cây Người ta không hái trái vả nơi bụi gai Và người ta cũng không hái trái nho nơi cây dâu đất Người tốt phát ra điều tốt từ kho tàng tốt lòng mình Kẻ xấu phát ra điều xấu từ kho tàng xấu của nó Vì lòng đầy thì miệng mới nói ra Tại sao các con gọi thầy lạy chúa lạy chúa mà các con không thi hành điều thầy dạy bảo ai đến cùng thầy thì nghe lời thầy và đem ra thực hành thầy sẽ chỉ cho các con biết người ấy giống ai người ấy giống như người xây nhà ông ta đào sâu và đặt nền móng trên đá khi có trận lụt dù nước ùa vào nhà cũng không làm cho nó lây chuyển Vì nhà đó được đặt trên nền đá Trái lại Kẻ nghe mà không đem ra thực hành Thì giống như người xây nhà ngay trên mặt đất mà không có nền móng Khi sóng nước ùa vào nhà Nó liền sụp đổ Và nhà đó bị hư hại nặng nề đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô ngài khen Chúa. Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em, trong suốt một tuần qua chúng ta được lắng nghe Lời Chúa trích trong Phúc âm của Thánh Luca ở chương 6. Với khởi đầu của một tuần mới, Thánh Luca mời gọi ghi lại lời mời gọi của Chúa Giêsu với 12 tông đồ đó là ngày thứ ba. Sau khi mà mời gọi các tông đồ bước theo Chúa Chúa Giêsu trao cho các ông một hướng chương nước trời để các ông sống điều đó. Đó là ngày thứ tư. Sau khi đã trao hiến chương cho các tông đồ rồi, Chúa Giêsu còn dạy thêm một bài học để các tông đồ sống điều đó. Đó là giới luật yêu thương, yêu thương ngay cả những người bắt bớ làm hại mình. Đó là hôm ngày thứ năm rồi ngày hôm qua Ngày thứ sau Chúa Giêsu lại Dạy cho các tông đồ Trong Việc sống chung với nhau Các tông đồ phải là những người Nêu gương sáng Và phải là những người Sáng suốt Trong việc dạy dỗ Và sửa lỗi Cho anh em Trong tình bác ái yêu thương Và hôm nay đây Thánh Luca đã dẫn đưa chúng ta đến đỉnh điểm mà ngài muốn, muốn trình bày và để kết thúc chương sáu của ngài, ngài đưa ra một khuôn vàng thước ngọc để đo lường cái người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu là như thế nào. Sau khi được mời gọi để sống với Chúa, hãy xem quả thì biết cây cây tốt sẽ sinh cho trái tốt và cây xấu thì sinh ra trái xấu và đồng thời thánh luca cũng muốn nói với mọi người rằng để xây dựng một nền tảng của người môn đệ đích thực thì phải dựa trên lời chúa và thực hành lời chúa trong đời sống của mình thì đó giống như là một người khôn ngoan xây nhà trên nền đá vững chắc đó là hai điểm nổi bật mà thánh luca muốn nói với chúng ta qua lời chúa hôm nay bây giờ chúng ta đi vào từng những điểm một điểm thứ nhất thánh luca ghi lại lời chúa Giê-xu dùng câu châm ngôn xem quả thì biết cây chúa giêsu nói không có cây nào tốt mà sinh quả sâu, cũng không có cây nào sâu mà sinh quả tốt, vân vân. Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, còn kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì vậy mà lòng đầy mới nổi ra. Các tông đồ được Chúa mời gọi bước theo chúa lưu lại với chúa và được chúa giáo huấn và hôm nay đây chúa Giêsu xu đã mời gọi các tông đồ hãy tự trắc nghiệm lại lòng mình để nhìn xem qua đời sống của mình và những việc làm đó để thấy được cội nguồn của những hành vi và lời nói của mình nó phát xuất từ đâu nó là của những cây tốt hay là cây bị bị sâu cây tốt thì sẽ cho ra trái tốt và cây sâu thì sinh ra trái sâu nó là một cái tiêu chuẩn để đo lường của người môn đệ đích thực bởi vì nơi tâm hồn của con người sẽ chất chứa tất cả ở trong đó và từ nơi đó nó sẽ chi phối đời sống và hành động thực tế ra bên ngoài và thương bà anh chị em và nếu nơi, nơi tâm hồn của mỗi người chúng ta là những cây tốt thì sẽ sinh trái tốt trái tốt đó chính là hoa quả của thần khí mà thần khí thì sẽ sinh ra bác ái quan lạc bình an nhẫn nhục nhân hậu từ tâm Trung tính, hiền hòa và tiết độ Còn ngược lại Nếu nơi tâm hồn của chúng ta Không phải là hoa trái của thần khí Mà phát xuất ra bên ngoài từ xác thịt Thì nó sẽ sinh ra Thù hận, bất hòa Ghen tuông, nóng giận Vân vân Đó, đó là tiêu chuẩn để đo lường người môn đệ xác thực người môn đệ xác thực đó được sống theo hoa quả của thần khí là cây tốt hay là từ những cây sâu sẽ sinh ra trái xấu đó là sống theo cái con người tự nhiên của bản năng của xác thịt và thưa ông bà anh chị em một điều chắc chắn để cho cái mảnh vườn tâm hồn của chúng ta có được những cây tốt và sinh ra những trái tốt thì điều cần thiết phải có đó là những giống tốt và được chăm sóc tốt như vậy giống tốt ở đâu và chăm sóc như thế nào chúng ta đi vào điểm thứ hai mà thánh luca muốn nói tới thánh luca nói đấy là đặt cái nền móng để người môn đệ trở thành một người môn đệ đích thực của Chúa thì phải được đặt nền móng vững chắc. Và nền móng đó Chúa Giêsu nói: Ai đến với thầy và nghe những lời thầy dạy mà đem ra thực hành thì ví như người khôn xây nhà mình trên nền đá vững chắc. Và còn và ngược lại. Còn nếu ai lắng nghe lời thầy mà không thực hành thì ví như người xây nhà mình trên mặt đất mà không có nền móng để rồi khi nước ùa vào nhà thì nhà đã bị sụp đổ ngay và bị phá vỡ tan tành thưa ông bà anh chị em bảo tố đó là điều tất nhiên ở trong cuộc sống trong đời sống tự nhiên khi tôi đang nói với ông bà anh chị em đây Thì đang có hiện Hiện có hai cơn bão ở ngoài biển Đông Đang tiến vào đất nước của chúng ta Cơn bão áp sát vào bờ đó Có tên là con son Mà chúng ta gọi là cơn bão số 5 Không biết rằng khi đi vào trong đất liền Nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào Đối với lại cuộc sống con người của chúng ta Vì vậy, đối với một người, một người biết tính toán thì cái xây dựng nhà mình phải xây dựng trên nền móng vững chắc và bằng những vật liệu chắc chắn và đúng kỹ thuật để cho dù mưa sa bão tố, nước có ùa vào trong nhà mình thì ngôi nhà mình cũng có thể đứng vững được với thời gian và những những yếu tố tác động từ bên ngoài. Cũng vậy, trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, dù nhiều hay ít, chúng ta cũng sẽ gặp những cái bão tố trong cuộc đời của mình. Những bão tố đó là điều tất nhiên. Tuy nhiên nếu như trong cuộc đời của chúng ta mình được đặt nền móng vững chắc để xây dựng cuộc đời của mình từ nền trên nền tảng bằng đá và những vật liệu vững chắc là chính lời Chúa và thực hành lời Chúa trong đời sống của chúng ta thì những ơn ích của Chúa ban giúp cho chúng ta được đứng vững trên cái, cái cuộc đời này dù những bão táp những khắc nghiệt khác của cuộc đời xảy ra trong mỗi người chúng ta chúng ta cũng có thể đứng vững được đứng vững trong đức tin trong tâm hồn của mỗi người chúng ta thương bà anh chị em Cuộc sống có muôn vàng điều để chúng ta chọn lựa Có những người chọn lựa để xây dựng cuộc đời của mình Trên tiền tài vật chất Có người chọn lựa để xây dựng cuộc đời của mình Trên danh vọng địa vị Cũng có những người chọn lựa để xây dựng cuộc đời của mình Trên những cái thú vui trần tục Vân vân. đó là tự do mỗi con người chúng ta có thể chọn lựa thế nhưng với thời gian và những thiên tai như là dịch bệnh gây nên những cảnh chết chóc như ngày hôm nay thì thử hỏi những cái mà chúng ta chọn lựa để xây dựng cuộc đời của mình đó còn lại được gì tiền tài danh vọng chăng sắc đẹp chăng chỉ cần một cái con virus nho nhỏ cũng có thể phá vỡ tất cả những điều đó còn đối với chúng ta chúng ta là những người con cái chúa chúng ta chọn điều gì để đặt nền tảng cho cuộc đời của mỗi người chúng ta Đối với tác giả Thánh Vịnh 119 thì nói Lời Chúa là ngọn đèn sôi cho con bước Là ánh sáng dẫn đường cho con đi Còn trong lời Chúa của Thánh Luca hôm nay Chúa Giêsu nói Người ai lắng nghe và thực thi lời của Chúa thì nó giống như là người khôn xây nhà Trên nền đá vững chắc Xin cho chúng ta biết chọn Để xây dựng cuộc đời của mình Xây dựng cái ngôi nhà của mình Trên nền đá vững chắc hơn là chúng ta xây dựng Trên nền cát Và sau cùng thưa ông bà Anh chị em Để cây tốt Sinh ra được trái tốt Thì ắt hẳn phải có Những cái giống tốt và được chăm sóc bằng những dưỡng chất tốt đời sống tâm linh của mỗi người chúng ta cũng vậy chúng ta là những người con cái chúa chúng ta được sinh ra từ một cái cội nguồn tốt và chúng ta đang được nuôi dưỡng bởi những dưỡng chất tốt đó chính là lời chúa vậy thì ước mong rằng lời chúa mà chúng ta được lắng nghe qua mỗi thánh lễ chúng ta được lắng nghe qua lời chúa trong gia đình nó không phải chỉ nằm ở trên lý thuyết mà được thực hành trong đời sống hàng ngày của chúng ta để rồi đời sống của mỗi người chúng ta được luôn sinh ra những hoa trái thiêng liêng tốt đẹp là những trái tốt giúp ích cho giáo hội cho xã hội và cho gia đình và cho từng người chúng ta amen